Xét thứ hai 3-3. Phía xa là chủ nhà Nhí chuyền hay Ca Phát và Khắp. Phía xa là Minh Châu. Phía gần là Minh Châu chứ nó lộn. Phía xa là Ca Phát, Khắp và Nhí nhỏ chuyền hay. Làm cho hai trái chị tên luôn. Xếp hai máy chạy. Khắp phát trước. Phát bóng ngoài. 1-0. Một điều. Hai một. Hai điều. Ba hai. Ba đều. Bốn ba. Bốn điều. Phát ngoài. Năm bốn. Năm điều. Sáu năm. Hư bước một. Bảy năm. Tám năm. Điểm Minh Châu 6-8. Bảy tám. Tám đều. Bảy
quá đẹp, 98. Và cấm sân của khách. Không tâm. Bóng ngoài 11-8. Mười hai tám. Mười ba tám. Chín mười ba. Mười mười ba. Không ba. Mười bốn mười một. Bốn không chứ. Mười bốn mười. Mười một mười bốn. Kết thúc set thứ hai. Khớp giành chiến thắng 15-11. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Thấy hay like, share, subscribe, ủng hộ Thầy Di Vlog.